Xin chào các bạn, tôi xin hướng dẫn cách chia từng khu vực trên bàn phím của cây cọt Chrome. Các bạn hãy vào phần Combine, tức là phần nhiều cộng nhiều tiếng lại. Ở đây tôi chọn tiếng Piano và tiếng String. Bây giờ tôi muốn tiếng string nằm ở khoảng giữa bàn phím chứ không có kéo dài hết tất cả bàn phím. Tôi làm như sau: các bạn bấm vào nút Page và chọn Zone Delay. Ở đây các bạn có thể thấy được cột đầu tiên là tiếng piano và cột thứ hai là tiếng string. Tiếng piano được đánh từ nút nốt Đô 1 đến nốt G9 là nốt son 9, và tiếng string cũng vậy, từ Đô 1 đến son 9. Bây giờ tôi muốn tập trung tiếng của string nằm ở khoảng giữa. Tôi làm như sau: top key, tức là nốt cao nhất mà tiếng string hoặc tiếng piano có thể đạt được. Bây giờ tôi chọn tiếng string nên tôi hạ tiếng cao nhất, nốt cao nhất của tiếng string thấp xuống. Các bạn có thể thấy được tiếng string đang giảm dần độ cao để của bàn phím. Như vậy các bạn không thể nào đánh được những tiếng string nằm từ nốt từ phím la 5 trở đi. Bây giờ hoàn toàn chỉ là tiếng piano và bottom key, tức là phím thấp nhất ta có thể đánh được cho tiếng string. Ở đây là nốt phím Đô 1. Bây giờ tôi nâng lên. Như vậy những phím thấp nhất của cây đàn chúng ta không thể nào đánh được tiếng string, mà tiếng string đã tập trung ở khoảng giữa từ nốt Re3 đến nốt La5. Như vậy tôi đã khoanh vùng được tiếng string. Xin cảm ơn. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin hướng dẫn cách nạp sample vào cây cọt Chrome. Chúng ta vào forum của Nhạc Việt và DAW hai file meta và sample. Sau đó hãy bỏ vào thẻ nhớ SD. Chúng ta rất dễ dàng kiếm được những cái thẻ này ở những nơi bán điện thoại hay là bán máy ảnh. Nhìn sát trên màn hình, chúng ta thấy có chữ SD, tức là khe cắm SD. Chúng ta hãy bỏ thẻ nhớ vào khe cắm đó. Để nạp vào, chúng ta hãy lấy hai tay giữ phím Page và nút số 0, đồng thời mở nguồn lên. Lưu ý các bạn hãy giữ một khoảng thời gian, không được bỏ tay ra. Các bạn hãy chờ cho thanh xanh nằm ở phía dưới chữ Music Workstation chạy hết. Các bạn lưu ý, dù mỏi nhưng chúng ta không được bỏ tay ra. Khi hiện được hộp thoại Option PCM Bank Now Updating, có nghĩa các bạn đã hoàn tất thành công.
Khi các bạn thấy hộp thoại Option PCM Bank Now Updating, có nghĩa bạn đã thành công việc đưa sample vào trong cột Chrome. Đó chỉ là bước 1. Sau khi chạy được 100%, tiếp theo các bạn làm như sau. Chọn một tiếng trống, tức tiếng không được chỉnh sửa và chưa có gì cả. Đó là tiếng Init Program. Tiếp theo các bạn vào phần Page, chọn P2 Oscillator and Pitch. Ở dòng được đánh số 1, chúng ta hãy ấn vào phần mũi tên có chữ Mono. Tiếp theo ta chọn OptPM. Ở đây các bạn chọn Oscillator ngay cái mũi tên thứ hai. Ví dụ như tôi lấy tiếng sáo. Tiếp theo chúng ta lưu tiếng vào trong đàn bằng cách xét mép phải màn hình, chúng ta vào phần mũi tên chỉ xuống, chọn Write Program, đổi tên lại là sáo. Và bấm OK. Chọn vị trí cần lưu, tôi chọn vị trí số 2. Bấm OK. OK. Như vậy là tôi đã lưu được tiếng sáo vào trong phần user số 16, tiếng sáo. Nhưng để được một tiếng sample hay, chúng ta cần phải chỉnh sửa rất nhiều trong phần edit. Nếu các bạn muốn chỉnh sửa, các bạn vào phím page bên sát vòng tròn và chỉnh sửa. Ví dụ như chúng ta có thể thêm những hiệu ứng như là reverb, delay, chúng ta thấy ở đây rất nhiều thứ để làm cho tiếng hay hơn và hoàn thiện hơn. Tôi xin kết thúc phần hướng dẫn đưa sample vào cột Chrome.